Chào mừng quý vị các bạn đã lại kênh Chiến Sĩ Điên chưa? Hôm nay hai cha con sẽ tổ tài chẻ mít. Rồi, bây giờ con sẽ tổ tài chẻ mít. Mít thì thôi chuối, mít thế này. Rồi, cái mít thì hôm trước, hôm qua mình có đăng, okay. Hôm qua mình đăng. Hôm qua mình có đăng video đi thấy mít á, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng chẻ mít. Nè Tim thủ, nặng quá Tim, nặng quá. Thì mít đã hôm rồi. Đương nhiên là không bằng anh Tăng ở Tiền Giang à. Anh Tăng Tiền Giang là chuyên nghiệp rồi. Mình là cây nhà lá vườn thôi. Thì thấy anh ngọt mít ngon quá thì giờ mai hai cha con tổ tài thử ngọt mít. Anh Sì Tin sẽ ngồi giám sát nha. Đó, anh Sì Tin không? Giám sát chẻ mít nha. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu chẻ mít. Rồi, mít này là mít mít nghệ nha. Mít mình là mít cây nhà lá vườn, mít nghệ. Còn mít của anh Trân, anh Tăng trên clip của sư phụ Khương Dừa là mít mít Thái. Mít này nhà trồng, ông nội Sì Tin trồng, ông nội Sì Tin đen á. Đó, Sì Tin thấy trẻ thì mầm 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 à. Đó, chờ xích qua, Sì Tin xích qua. Ngồi đó đi, ngồi coi rồi thôi ăn. Trẻ xong mới ăn được, ngồi xuống. Giỏi. Thấy Sì Tin ngồi ngoan không ha. Rồi, tới đây nè. Rồi bật cái mít đây, đứng xa, đứng đó. Rồi. Dơ. Đừng được. Dơ. Từ từ. Quá dữ. Thơm. Thơm, từ chứ. Mấy chứ. Rồi. Cho Tin ăn thử miếng nè. Thì Tin sẽ thử những miếng đầu tiên, những mít đầu tiên. Rồi. Thì Tin sẽ thử những mít đầu tiên. Dành ăn. Đút cha. Hả là vấn đề hết rồi. Là kiếm trong miếng phải không khoát. Coi mình cho ăn đi. Con dạ cha đi. Dạ cha. Dạ mấy cho em. Khoanh tay lại. Giỏi. Cái trong họng kìa, còn trong họng kìa. Còn. Cắn miếng, từ cắn miếng thôi. Rồi. Rồi cầm đi. Đây mọi người thấy không, tại sao cái mít này nó bị hư như thế này đó. Mọi người đừng có nghĩ là nó hư là nó không ngon, tại vì mít này không có hút, ăn rất là ưu tư. Bên ngoài á, bên ngoài bán ngoài quần đường mình đã gần quốc lộ 50 nè, mình thấy ta bán nhiều lắm. Mà mua có lần mua về thử á, nó sạch bóng luôn, không có gì luôn đó. Nó hơi bị gì thôi, không sao hết, về hết mít nhà vườn mình không có hút gì hết á. Này hồi xưa là mình với cha mình trồng nè, nó là ông nội với Sì Tin đó. Nó chỉ bị hơi, tại vì cái này nè, cái miếng này nè, nó nằm nó nằm với cái trái kia đó. Bữa hôm qua mình up video thấy mít á, hôm qua là ngày 5 tháng 4, hôm nay là ngày
64 đó. À mọi người thấy không? Nó hơi bị gì là do cái này nó cạ vô. Mọi người để ý kỹ clip thấy mít á, mọi người sẽ thấy cái này cạ vô cái nhái mít kia nên nó như thế này. Rồi, bây giờ tiếp tục. Bụ lắm. Rồi tiếp tục chúng ta chẻ mít nè. Từ từ. Nè mọi người thấy không? Nó chỉ hơi mỏng một tí thôi. Nè. Đúng không? Chứ nó không có sâu, tại vì cái này nó cái mặt này nó cạ vô cái miếng cái mít kia. Ngon, đẹp. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục chẻ nè. Đương nhiên thì chẻ là không chẻ chuyên nghiệp được rồi. Chẻ mình chẻ cái nhà lá dương thôi. Đó. À và một cái nữa khoan ha. Cái này cái đóng cọc nè. Mọi người thấy không? Ừ. Đóng cọc vô cho nhanh chín á. Đó là con hũ hực nè. Đó, còn như anh Tân ảnh trong clip của sư phụ Hương Dừa thì anh có hướng dẫn mọi người là giặt cái đầu rồi bôi cái gì quên này. Bôi để cho nó bôi dâu á, để cho nó không có bị hư. Còn mít dương mình thì mình đóng cọc cho nhanh chín luôn. Không có sợ. Rồi. Giờ sẽ chẻ nè. Đó, thường là ta giặt cái đầu vậy nè. Coi trong bếp mình thấy anh hay giặt cái đầu rồi anh bôi cái dâu vô. Mình bảo quản mít tốt á. Mình cái nhà lá dừa có lâu lâu có một trái hay trái. Đóng cọc đó lẽ chính thưởng thức. Có mắc cái cây mà mình phải rút cái cây ra chứ, rút ra đi cứng mà rút không nổi dính rồi. Đẹp ơi. Ôi quá trời mất luôn. Không được đâu. Nè. Đây. Rồi, bây giờ mình sẽ trổ tài. Rút cây ra đóng thì vô gì thì nó đơn giản rồi. Rút phải có sức mạnh. Sau khi mà chưa rút được thì chúng ta sẽ giặt mặt thêm tí nữa. Này làm cái nhà lá dưa không có chuyên nghiệp nha. Đó. Còn dao mọi người đặc biệt là con dao phải bén nha, dao này mới mài nè, bổ ngoại xi tin nè, xi tin ngoài đem về mài. À không đây đây nào, này thụ sát trên mà cũng có muối nè, thấy không? Tao. Rồi để mổ ra lấy ra thôi. Đi chi. Đúng rồi. Nè ăn đi. À thấy không? Ở ngoài nhìn xù xì ở trong ngon không mọi người nè. Nhìn xù xì nha. Hù đã hù thịt gà không, hình như người ta bỏ xem trên video thấy bổ chuyên nghiệp kinh luôn, có con dao mà dạng xéo xéo cái đầu cái mổ đó là ngày nào ta cũng làm. Ta có con dao này nè, nhưng ta cắt mà nè, đó cũng được cây. Vì nó đóng cọc nhiều rồi này.
ông cọc bị gì vậy? Nói rồi nói bực rồi đó à. Đóng cọc thì nữa thơm quá, nghe mùi thơm này nè. Thấy không? À. Nó bị hư nhưng mà hư ít mà. Hư những đó. Mà ở đây là nguyên nè, đây đẹp. Đây vào đẹp. Đây. Mình thử thức thử miếng bên đâu. Chưa đủ hồi hồi nước mắt đủ hồi miếng nào miếng nào cảnh luôn. Ủa. Đúng rồi. Coi cách gọt của người dân bình thường, không phải chuyên nghiệp. Bộ mình bình thường đúng mà, đâu có gì đâu. Mình chuyên nghiệp thì gọt như khác này. Sao so sánh như người ta được? Thành phẩm nguyên mít nè. Miếng được miếng ra à không thèm máu hút thêm mít này bị tóc ra hút đúng rồi. Rồi, thành phẩm mọi người.
Rồi tiếp tục gọt những miếng khác nha. Rồi thôi chào và hẹn lại mọi người video sau nha. Video này dễ đơn giản thôi đó, mít ít mũ ha, ít mũ không? Ít mũ á, chậm tắm là mạnh ngay nè. Rồi bye bye, nhớ đăng ký kênh ủng hộ, nóng quá đổ mồ hôi, kêu ủng hộ chi tiền dừa nha, ủng hộ gia đình City. Bye bye.